Sáng 23 tháng 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát Trật Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Đến dự và nhấn nút khởi công có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở ngành thành phố và người dân sinh sống khu vực dự án. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương Bến Cát cũng như lưu vực Tây Sài Gòn dự kiến triển khai trong thời gian tới sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng thoát nước cho khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố qua đó cải tạo môi trường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố cũng như những khu vực lân cận, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại nghĩa tình, xứng đáng là hạt nhân và cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, theo nghị quyết 31 NQ trên TWV của Bộ Chính trị. Để thực hiện thành công dự án Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị các sở ngành thành phố tập trung phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các quận huyện có liên quan tiếp tục tập trung vận động tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân trong triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, dự án sẽ thực hiện nạo vét trên toàn tuyến kênh tham lương bến cát trật nước lên với chiều dài 31,4 km, kè bờ toàn tuyến với tổng chiều dài 63,1 km, xây dựng tuyến đường giao thông hai bên bờ kênh với chiều dài 63,4 km, đồng thời hoàn thiện hạ tầng thoát nước, công viên cây xanh, chiếu sáng và 12 bến thuyền. Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 4.200 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Việc triển khai thi công hoàn thành dự án sẽ tạo bước đột phá cho hạ tầng đô thị, chỉnh trang và nâng cao diện mạo đô thị cho khu vực nói riêng và thành phố nói chung, giúp hình thành tuyến giao thông đường thủy đường bộ liên kết qua 7 quận huyện, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.